Được rồi, chúng ta bắt đầu như hôm nay là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái về về mảng, về list. Hôm trước là cái buổi đầu tiên tôi nói về mảng, vì tôi nhắc lại một số kiến thức của hôm trước nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học sâu hơn một chút về list và sẽ làm một số các bài tập liên quan đến list nhé. Thì chúng ta nhớ lại là list ở trong Python là cái kiểu dữ liệu nó tương đương với là mảng của, đây chúng ta tạo ra một cái list đây. List ở trong Python nó là cấu trúc mảng một chiều và nó có rất nhiều tính chất giống như là cái mảng của Pascal. Tuy vậy nó khác nhau ở 3 điểm. Điểm nhất, nhắc lại, điểm nhất là nó không cần khai báo trước. Thứ hai là nó có độ dài động, không phải là độ dài cứng, độ dài cố định như là ở trong Pascal. Và thứ ba là các phân tử của nó là có thể có kiểu bất kỳ đó. Thì đó là cái đặc tính chung của cái mảng ở trong Python. Khi chúng ta tạo ra cái mảng rồi, chúng ta có thể dùng cái có cái hàm len để chúng ta kiểm tra cái độ dài của nó. Và các phần tử của A sẽ đánh chỉ số từ 0 cho đến len A chỉ một, thì tôi có thể viết là for i in range len A như thế này. Đấy. Và sau tôi có thể print, tôi có thể print cái phần tử AI ra. Cái như này thì là in ra các phần tử của A trên một hàng, mỗi phần tử trên một hàng. Và kết quả là như thế này. Hoặc chúng ta có thể dùng lệnh thứ hai. Lệnh này là mô tả trực tiếp luôn là cái lệnh duyệt trên từng phần tử một của list là for x in A. Đây chính là cái lệnh nhỉ. Thầy ơi, thầy Đâu cho chậm tí được thầy, tại vì tụi em cũng đang gõ lệnh luôn. à, thế là trong lại gì? Ok rồi. Đây chúng ta đang làm thử, chúng ta vừa làm vừa vừa thật hôm nay cái bộ tôi đang nói là ôn tập lại thôi ạ. Lát nữa chúng ta mới học xong cái bài mới của buổi hôm nay. Còn bây giờ trước khi sang bài mới, tôi nhắc lại một số kiến thức cũ để chúng ta nhớ. Như vậy là cái list là kiểu dữ liệu làm như là một cái mảng một chiều, các phân tử của nó được đánh chỉ số từ 0 cho đến lambda chỉ một. Và cái lệnh duyệt mà chúng ta hay dùng ấy bình thường ấy là for i in range lambda, mà chúng ta có thể in ra hay là chúng làm gì đó với các phân tử của i. Cái thứ nhất. Cách thứ hai là cách trực tiếp hơn là chúng ta dùng lệnh là for x in a, tức là for một cái biến chạy trên trực tiếp trên đối tượng A. Thì lệnh này nó viết ngắn gọn hơn là lệnh trên và nó trực tiếp hơn. Như là for x in A thì như vậy là x thì sẽ chạy trên từng phần tử một của A và chúng ta vẫn dùng cái lệnh là print. Thì như vậy là hai lệnh trên là có cái tác dụng là hoàn toàn là giống nhau. Cái lệnh này này là cái lệnh là duyệt trên từng phần tử của A nhưng mà dùng cái biến y chạy trên cái range của len A và chúng ta truy cập vào phần tử AI. Còn lệnh này là trực tiếp hơn là chúng ta cho phần tử x chạy trên A. Đó. Thì cái lệnh for x in A này là cái lệnh, thực ra cái ở trên này này, hai này nó là một thôi. Ở trên này thì cái range len A này nó làm bản thân nó là một cái đối tượng của Python. Còn đây thì là A, chính là một đối tượng. Như vậy là cái bản thân cái đối tượng cái kiểu dữ liệu list và kiểu dữ liệu range là hai kiểu dữ liệu là hỗ trợ cho lệnh for của Python, được chưa? Thì hai cái này thực chất là một thôi, nhưng mà ở đây là chúng ta truy cập từng phần tử một của A thông qua cái chỉ số. Còn ở đây là truy cập vào từng phần tử của A là trực tiếp trên A luôn. Đó. Thì chúng ta thấy là như vậy, đây là cái lệnh for của Python là nó rất là mở, nó rất là hay. Mà chúng ta sẽ thấy nữa là trong tương lai lại for nó rất là hay luôn, rất là hay. Được rồi, như vậy đây là hai cái lệnh duyệt ở trên A, nhưng mà đồng thời ở đây chúng ta sẽ thấy thấy đây thêm này, như vậy là có tử là in x in A đó. Thì như vậy x in A bản thân nó là một cái toán tử để kiểm tra xem x có nằm trên A hay không. Vì tôi viết là một in A, đây là một cái toán tử kiểm tra xem x có nằm trong A hay không. Enter
thì nó ra kết quả là thu. Như vậy là tổng quát là một cái dữ liệu nào đó đúng không, một cái object nào đó, hay là một cái biến đúng không, một cái biến in a. Thì đây là một cái toán tử, trả lại là đúng hay là sai. Nó trả lại đúng khi mà biến giá trị của biến này nằm ở trên kia dãy a, và nó trả lại là false nếu giá trị của biến này không nằm trên a đó. Như vậy là ở đây chúng ta vừa thấy lệnh for, vừa có lệnh in, phần tử in. Phần tử in là nó tưởng rất là hay đấy. Phần tử in, phần tử kiểm tra xem một phần tử này có nằm trong một phần tử kia hay không. Đó. Thì đây là một cái lạng nữa của list, được chưa? Rồi, hôm trước chúng ta đang nhắc đến cái một loạt những cái phương thức làm việc với cái mảng A, Đấy. Thì A là một đối tượng của Python, thì chúng ta nhớ là dùng lệnh đưa để chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái đối tượng này là nó có bao nhiêu là thuộc tính và phương thức. Thì đây chính là những cái phương thức mà được xây dựng sẵn ở trong Python để làm việc với đối tượng là list. Thì hôm trước tôi đã nói khá nhiều rồi, lệnh append, lệnh clear, lệnh copy, lệnh lệnh copy chưa nói, lệnh count, lệnh extend, lệnh index, lệnh insert, lệnh remove. Đấy, hôm trước tôi nói như vậy đó rồi. Nhân lại lệnh append, lệnh bổ sung một phần tử vào cuối của dãy A, của dãy bất kỳ. Lệnh clear là xóa toàn bộ phần tử của một cái dãy. Lệnh count là đếm xem một phần tử của cái dãy A được lặp lại bao nhiêu lần. Lệnh extend là mở rộng cái list A theo một list khác, tức là bổ sung vào cuối của A, không phải bổ sung một phần tử mà bổ sung nhiều phần tử, bổ sung một list khác nhé. Index là kiểm tra xem là một phần tử nằm ở vị trí nào, mà sẽ tìm vị trí đầu tiên. Lệnh insert là chèn một phần tử vào vị trí bất kỳ của A. Lệnh remove là xóa một phần tử của A. Đó. Ta nhớ lại, để tôi nói thêm một chút nữa nhé. Như vậy là ví dụ như lệnh A này, append này, append nhé. Nên tôi nhập thêm 10 vào, thì đây là nhập một phần tử vào cuối của A. Vào cuối của A đây. Đó. Nhập một phần tử vào đầu của A thì ta viết lệnh này. Insert này. Sau đó nhập vào không, nhập vào vị trí không, nhập vào vị trí đầu của A, nhập vào vị trí này 0-100 chẳng hạn. Thì đây là nhập bổ sung chèn số 100 vào đầu của dãy A, đầu của dãy A. Đấy. Đấy chưa? Bây giờ cái lệnh append mở rộng ra thành lệnh extend. Extend là không phải là bổ sung một phần tử mà bổ sung nhiều phần tử. Mà nhiều phần tử đó là nằm ở trong một cái dãy. Ví dụ vậy là b b bằng phần tử là 0,1 chẳng hạn. Thì đây là cái làm cái mảng thứ hai là mảng B. Vì tôi bổ sung B vào cuối của A, tức là tôi viết A chấm extend extend B, được chưa? Đó, enter. Thì đó là cái em A này, A này bổ sung đây. Đấy. Bây giờ tôi làm bây giờ đấy, như vậy vừa rồi tôi vừa nói những em một loạt những cái lệnh mà chúng ta đã học từ buổi hôm trước, rất đơn giản thôi. Nhưng mà tất nhiên các bạn muốn thạo thì các bạn sẽ phải làm bài tập thì đó mới thạo được. Đấy, thì hôm nay sau buổi hôm nay khi mà chúng ta làm thêm một số lệnh nữa thì chúng ta còn thời gian thì tôi sẽ làm một số bài tập nó nhỏ đơn giản để chúng ta làm quen. Được rồi, bây giờ tôi sẽ nói sang cái phần hôm nay nhé. Phần hôm nay thì chúng ta sẽ bổ sung thêm một số lệnh nữa của cái mảng A của cái list A, của cái list nhé, và sẽ nói thêm một số tính năng nữa của cái khái niệm list này và sâu hơn một chút nhé. Thì cái buổi hôm trước là dừng lại toàn bộ buổi hôm trước là dừng lại toàn bộ kiến thức của sách giáo khoa rồi. Hôm nay là tất cả buổi hôm nay là nói thêm một số kiến thức rất là hay mà quan trọng, mà nằm ngoài sách giáo khoa, nhưng mà theo tôi là giáo viên chúng ta là đều được phải biết cả, vì nó rất là quan trọng. Theo tôi nó đều rất rất quan trọng cả nhé. Rồi, thêm bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu này. Thế bây giờ tôi nói thêm về A, về list thì nó có thêm cái phép, cái gọi là cái phép cộng hai cái hai cái
hai cái list đây, tôi viết a nhé, a bằng 1 2 3, 1 2 4 nhé, xong là b bằng 5 6 7, 5 6 7 10, ví dụ thế nhé. Thì ta viết là a cộng b thì nó sẽ tạo ra một cái dãy mới, một cái list mới là ghép của hai cái dãy kia lại đó, tôi enter thì nó tạo ra cái dãy này. Khi ta viết là a cộng b, được chưa? Khi ta viết là a cộng b thì nó ghép lại và tạo ra một cái dãy mới. Khi mà thiện lệnh này thì a không thay đổi, a vẫn là như cũ, b vẫn là như cũ, và nó tạo ra một cái dãy mới. Thì tôi có thể viết là c bằng a cộng b, thì mà tôi tạo ra một, như vậy là cho chiếc dãy a và dãy b tạo dãy mới là tổng của hai cái dãy đó. Đó, thì c nó bằng bằng cái này. Được chưa? Thế thì cái lệnh là a chấm pen một chỗ nào đó số 10 chẳng hạn nhé. Thì cái lệnh này này, cái lệnh này thì nó tương đương với cái lệnh lệnh mà a chấm ở pen thì nó tương đương là gì? Nó tương đương với lệnh là a bằng a cộng với, tương đương với là a cộng với đó, ở cuối của nó là cộng thêm là làm cái dãy là một một phần tử. Đấy, phép cộng. Thấy chưa? Đấy. Vậy tôi viết a này bằng a cộng với 1000, thì như vậy lệnh này nó tương đương với lệnh là a append 1000 nhé. Enter đây là a này. Đấy. Mà chúng ta có cái phép cộng. Được chưa? Thế thì đối với dãy đông, nếu chúng ta cộng nhiều phần nhiều, nhiều 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 cộng các phần các cái dãy a giống nhau, ví dụ là a cộng a cộng a, thì chúng ta có thể viết cái lệnh này là tương đương với gì? Tương đương với là a nhân với 3. Đấy, a nhân với 3, nhân với 3. Tạo ra một dãy ghép lại như này. Cho nên là đối với list ở trong Python, chúng ta ngoài các phép toán chúng ta biết trước ở chữ trên, thì nó có thêm hai phép toán rất là hay là phép cộng và phép nhân với số nguyên. À, thì đây là cái rất là hay nhé. Nhưng mà phép cộng với phép nhân là chú ý là nó tạo ra một cái dãy mới, một dãy mới, và bản thân a không thay đổi. Khi tôi viết là a đây bị a nhé, a của chúng ta là như này nhé, bây giờ a mà nhân với 4 thì tạo ra một dãy mới, tạo ra một dãy mới là ghép của 4 cái a lại, nhưng mà a không không thay đổi, a vẫn như cũ. Thấy chưa? Chú ý như vậy. Cái lệnh nhà a cộng với b gì đó thì cũng thế, ghép a b lại với nhau, nhưng mà bản thân a không thay đổi, nó tạo ra một dãy mới ghép của hai dãy a b lại, bản thân a không thay đổi. Nên chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái phép nhân và phép cộng ấy, hai dãy thì tạo ra một dãy mới, bản thân a không thay đổi. Khác với những lệnh sau đây nhé, khác với những lệnh mà chúng ta đã biết, những cái lệnh như là append này, lệnh append này, lệnh clear này, lệnh cao này, không định hàm tính là lệnh extend này, lệnh insert là những lệnh mà lệnh remove là những lệnh mà làm thay đổi trực tiếp các phần tử của a luôn. Và khi chúng ta viết là a làm lệnh a này remove thì nó sẽ tự động remove các phần tử của a, ví dụ là 1000 chẳng hạn, thì nó remove phần tử 1000 của a. Đấy, a và a nó mất đi này. Đấy. Đáng chú ý nhé. Và khi mà thiện các lệnh đối với list, chúng ta chú ý lúc nào thì tạo ra một cái list mới và khi nào thì tác động trực tiếp trên cái list đó. Đáng chú ý nhé. Chúng ta tập viết lại để chúng ta hình dung lại nhé. Như vậy đối với list thì chúng ta chú ý như sau này. Chú ý các lệnh với list. Thì các lệnh sau sẽ làm thay đổi trực tiếp giá trị của list của đối tượng. Đó là lệnh append này, chúng ta nhìn lại những lệnh append này, lệnh extend này, lệnh clear này, lệnh remove này, lệnh insert, đó là những lệnh mà nó trực tiếp làm thay đổi cái giá trị của a. Còn cái lệnh sau đây thì nó không,
Các lệnh sau nó sẽ tạo ra một cái dãy mới, các lệnh sau nhé, các lệnh sau thì không, các lệnh sau, các lệnh sau tạo tạo ra một cái list mới mới mà không thay đổi, không làm thay đổi. Không làm thay đổi bản thân. Bản thân cái list ban đầu. À, lệnh đây là lệnh lệnh như là a cộng với b f cộng thì tạo ra một list mới là a cộng b, nhưng mà thân a cũng không thay đổi, hay là a nhân với một số n nào đó. Đây là lệnh mà nó không thay đổi cái list gốc a và list gốc b, nhưng nó tạo ra một cái đối tượng mới, một tượng dữ liệu mới là cả kết quả của a cộng b hay là a nhân với n. Chúng ta chú ý nhé. Đó chỉ có là một vài cái điều chúng ta chú ý của kia hôm nay. Bây giờ tôi sẽ nói thêm cho các bạn một số thêm ba cái lệnh nữa nha. Lệnh thứ nhất là lệnh pop, lệnh thứ hai là lệnh cao, lệnh copy. Thôi lệnh copy là nói xong. Lệnh pop là một, lệnh reverse là hai và lệnh sort là ba. Đấy. Thì lệnh pop là gì? Lệnh pop là cái lệnh như sau. Lệnh pop là cái lệnh, lệnh pop là cái lệnh mà đến sang năm thì các bạn khi học đến cái sang năm, mà đến sang năm nữa, lớp 12 chúng ta sẽ học đến cái khái niệm hàng đợi mà là ngăn xếp. Thì ngăn xếp nó có cái lệnh là lấy phần tử ra từ ngăn xếp, thì chính là lệnh pop. Lệnh pop là lệnh xong là lệnh trả, lấy ra một phần tử của a và trả về cái phần tử đó, được chưa? Thì như sau này, thì a là chúng ta a đang là này, như a là 124 nhé, thì cái lệnh a chấm pop này. Lệnh pop nó có hai dạng. Lệnh pop viết như này thì nó sẽ trả lại phần tử cuối cùng của a và xóa đi phần tử đó luôn. Và lệnh a pop khi chạy được như này thì nó sẽ trả lại giá trị chính là phần tử, chính là số 4, và đồng thời là a là mất đi xóa số 4 luôn. Viết là đây, tôi viết như này, tôi viết là vậy là x thì bằng đấy. Khi chạy như này thì ta làm cho máy sẽ như xong, máy sẽ xóa đi, máy sẽ lấy ra phần tử cuối cùng của a và trả về giá trị là x gì, bản thân a là xóa đi luôn. Khi tôi enter thì lập tức x thì chính là giá trị cuối cùng là phần tử số 4 mà bản thân a cũng xóa luôn. Đây thì cái thao tác đó, nó thao tác là pop, là tôi lấy ra một phần tử cuối cùng của a và thao tác này sẽ trả về cái giá trị đó, được chưa? Đó chính là cái a pop. Cái lệnh này là lệnh sẽ rất hay dùng trong tương lai nhé. Chúng ta sẽ học sau, chúng ta làm quen với sau, nhưng mà lệnh pop là lệnh rất là hay. Lệnh pop thứ hai quan trọng là a của tôi bây giờ là này thôi, a b của tôi còn mỗi này thôi, viết lại nhé. Bây giờ a này, nhân với lại a này bằng 1 2 3 7 10. Lệnh tổng quát của pop sau lại là lệnh này là pop, sau đó là một cái chỉ số bất kỳ, ví như là 3. Thì đây lệnh như sau, đây là lệnh là như sau, là lệnh sẽ xóa đi cái lấy ra phần tử có chữ tự thứ tự 3 của a và trả về phần tử đó, lấy ra và trả lại phần tử đó, một thân a xóa đi. Thì với cái bản thân cái lệnh này thì bằng phần tử thứ ba của a là chính là mấy, là số lệnh số 7, a ba chính là 7, cho nên là cái a pop 3 là trả về, lấy ra số 7 và trả về 7 luôn. Thì enter nó sẽ trả lại là 7, bản thân a sẽ mất đi đó. Cho nên là cái, như vậy là cái lệnh pop nó có hai cái trạng thái nhé, có hai cái cú pháp, một là pop không thôi, như này pop không thì lấy ra phần tử cuối cùng của a, và thứ hai là pop y, lấy ra phần tử thứ y của a theo thứ tự chỉ số, được chưa? Đó là lệnh pop. Hiện nay chúng ta học thì không dùng đâu, nhưng mà đến lớp 12 khi học đến cái khái niệm mà ngăn xếp và hàng đợi chúng ta mới phải dùng đến nó. Rồi, đó là lệnh tiếp theo nhé. Một lệnh nữa là lệnh reverse và lệnh sort. Đây là hai lệnh là ứng với là hai cái bài toán. Lệnh reverse là lệnh là gì? Sắp xếp a theo thứ tự là ngược trở lại. Đây.
Thế chúng ta đang A, chúng ta đang là như thế này. Ở Trung Quốc có 3 mươi gãy gồm có của chữ A là 10, 3, 2, 1. Đấy, thì khi đó thì cái lệnh lệnh reverse là như vậy. Lệnh reverse là sẽ trực tiếp làm trên dãy A và trực tiếp A sẽ đổi luôn. Thì viết A chấm reverse. Reverse. Thế như này. Thì lập tức là máy sẽ em chạy ra, chạy và thay đổi cái A, thay đổi các từ của A theo tính ngược lại. Enter nhé. Đấy, và A này, A nó được được thay đổi ngược lại. Được chưa? Như vậy đây là một cái bài toán thôi. Chúng ta có thể cho xin làm bài toán này. Hay bây giờ làm luôn nhé. Bây giờ đầu bài xong, đầu bài như sau là cho trước dãy A. Hãy tạo ra một dãy B. Sinh ra từ A nhưng các phần tử được xếp thứ tự ngược lại so với A. Bởi vì A là như này nhé. Vì cần tạo ra dãy B sẽ là 1, 2, 3, 10. Thì làm như nào? Đấy, thì bài này là cái bài tập rất rất là hay. Thế là như sau này. Bài này làm như sau nhé. Chúng ta sẽ tạo ra một dãy B là giống. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt lấy các phần tử của A theo thứ tự làm theo thứ tự là gì? Lần lượt là theo thứ tự từ từ cuối lên đầu mà chúng ta bổ sung vào B. Thì B chính là cái dãy đó. Nhận là như sau này for for i in range ngược lại, tức là cái thứ tự này là ngược lại của A thì làm như thế nào? Là như sau, chính là gì? Chính là phần tử cuối của A chính là len A chỉ một, đúng không nhỉ? Len A chỉ một đúng không? Chạy lên ngược trở lên, chạy lên trước và chi không, chứ đây sẽ là trừ một và đây sẽ là trừ một. Thì đây cái dãy này này, cái dãy len A chỉ một len đây nhá. Y là tôi cho y là cái chỉ số chạy ngược từ cuối lên đầu của A. Như vậy là chạy từ vị trí chạy từ len A trừ 1 về 0, tức là len A trừ 1. Đấy nhá. Kêu lên len A trừ 1 về 0 tức là trước trừ 1 đúng không? Trước trừ 1 và với bước nhảy là trừ 1. Thì đây chính là cái hàm này này chính là dãy các chỉ số đi ngược từ len A trừ 1 trở về 0. Đó. Thì về mỗi phần tử này thì tôi sẽ bổ sung vào vào B. B chấm pen pen AI. Thì cái lệnh này này, có phải không? Cái lệnh này chính là cái em đây chính là cái lệnh mà chúng ta sẽ từ dãy A cho trước tôi tạo ra cái dãy B, tạo ra dãy B. Mà B là gồm các phần tử là ngược lại của A. Thấy không nào? Enter đây. Như vậy B là chính là cái B chính là ngược lại của A. Được chưa? Các bạn thấy như vậy. Thực ra cái bài cho trước một dãy A tìm dãy ngược của A thì thực ra là một bài toán rất là hay. Đây là một lời giải của nó đây nhé. Những cái bài này của chúng ta là nó lại xử lý luôn trên A. Thế thì sau khi làm chúng ta sẽ phải gắn lại là A cùng B nó sẽ A cùng B sẽ đúng như vậy. Đúng là A là cái dãy mà ngược lại của A cũ. Đây, cái A mới đây nhé. A cũ là cái này. Được chưa? Nhưng mà cái reverse là cái hàm như vậy. Cái hàm này thực tế chúng ta cũng không cần cho học sinh biết mà chúng ta để biết thôi và nên đây cho thành cái bài tập. Cái bài tập cho học sinh này. Còn đến mà đến mai kia khi chúng ta làm sang cái phần hàm thì đây chúng ta cho học sinh làm cái bài tập là thiết lập một cái hàm là trả lại đầu vào là A mà trả lại cái dãy là ngược lại các phần tử ngược lại của A. Còn cái hàm sort. Hàm sort là cái hàm mà sắp xếp dãy A. Xếp dãy A. Để cho trước A, bài toán là cho trước dãy A và hãy xếp lại theo thứ tự tăng dần. Thì lấy ví dụ như vậy thì lấy ví dụ như A này, dãy A nhé, bất kỳ thứ tự bất kỳ ví dụ như là 10 này. 10 này, 1 này, 9 này. 9 này. Trừ 5 này, 0 này. 4 này. Trừ 3 chẳng hạn. Bây bài này là bài bài tập như sau là cần sắp xếp lại dãy A theo thứ tăng dần. Được chưa? Thế cái làm như nào? Thì cái đây tôi mô tả cho các bạn một cái lời giải rất là đơn giản hiển nhiên nhé. Cái lời giải là như sau này. Mà cho trước dãy A, bây giờ cần sắp xếp lại dãy A theo thứ
tăng dần thì chúng ta có thể dùng cái hàm sort tôi vừa nói, mà trong hàm sort đây là cái hàm nó là dãy A sẽ tăng dần và sắp xếp luôn ở trong dãy A luôn. Tôi chạy xong cái là A sẽ được luôn, enter A sẽ được luôn như này đó. Bây giờ tôi làm các bạn cái lời giải làm lại bài tập của chúng ta nhé. Đây bây giờ bài tập chúng ta là cho dãy A bất kỳ đây, hay cho dãy A theo thứ tăng dần, và tôi sẽ mô tả các bạn một lời giải rất là đơn giản, học sinh nào cũng hiểu được. Tôi mô tả trang chúng ta dùng xong bên này nhé. Đây bài tập là như sau này, cho trước dãy A, bài toán là như sau nhé. Bài toán cho dãy A bất kỳ, được chưa, độ dài n này, độ dài n này bằng len a. Bây giờ cần gì, cần sắp xếp dãy A, cần sắp xếp dãy A theo thứ tự tăng dần. Tăng dần. Đấy. Vậy đầu vào là A, input của chúng ta là A, input là A và output thì tôi muốn là trả lại một cái output thì cũng là A, thì làm ngay trên A. Còn nếu output là một cái dãy khác cũng được, mà đây tôi làm cho toán đơn giản là tôi làm trực tiếp trên A luôn nhé. Đó. Thì cách thứ nhất là có thể chúng ta sử dụng cái hàm này, cái hàm sort này, nhưng mà đây là chỉ ta dùng dùng nó như là một cái một ứng dụng thôi, còn nếu học sinh mà học về về thuật toán ấy, thì phải làm từ đầu, không 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 được phép dùng cái hàm này. Nhưng khi các bạn làm cái bài tập mà dùng cái sắp xếp như là một cái kết quả trung gian thì chúng ta được để phép dùng. Còn nếu mà chúng ta làm bài toán là yêu cầu học sinh phải thực hiện thuật toán sắp xếp thì không được phép dùng. Đó. Thì mình tôi mô tả cái thuật toán đó nhé, nó rất đơn giản như thế này đây. Được chưa? Cái làm như sau, ý tưởng là như sau. Ý tưởng là chúng ta tìm tất cả, ý tưởng là tìm tất cả các cặp, tìm tất cả các cái cặp EG y nhỏ hơn G. Bây giờ nếu nếu mà AI mà lớn hơn AG, hay tức là AI là AI nhỏ hơn G nhưng mà AI lại lớn AG, thì chúng ta đổi chỗ, thì chúng ta sẽ cần đổi chỗ, đổi chỗ AI và AG. Đây là chính là cái thuật toán cách làm đơn giản đây. Thế làm như sau nhé. Đây tôi mô tả các bạn ngay trên, tôi mô tả bằng bằng chương trình ở trên ngay trên màn hình để chúng ta hình dung nhé. Chúng ta như sau, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta dùng cần hai vòng lặp for i in range, đúng không? In range là từ không, tôi biết không cho dễ nhìn, từ không này cho đến là không phải len a mà đến đến, đến chạy đến len a trừ hai, cho len a trừ một. Y chạy từ 0 đến n trừ 1, 0 đến n trừ 2, n trừ 2 chính là cái này đúng không? Đấy. Đến n trừ 2. Thì tôi biết là n trừ 2, sau đó tôi lại 2 chấm lại for g in range từ 1, g phải lớn đi, từ 1 đến len a. Đấy, đến n trừ 1. Đấy. Từ 1. Được chưa? Sau đó là kiểm tra if AI mà lớn hơn AG thì đổi chỗ. Chúng ta như lại đổi lệnh đổi chỗ của hai phần tử ở trong Python nó chính là như thế này, AG bằng AG và AI. Đây chính là cái chương trình ngắn để thực hiện thuật toán đơn giản nhất để sắp xếp lại dãy A theo thứ tự tăng dần. Rất đơn giản, chúng ta tìm tất cả các cặp AEG sao cho là y nhỏ hơn g. Đây. Thì để tìm cặp này chúng ta sẽ cho y chạy từ 0 đến n trừ 2, đến n trừ 2. Sao cho mỗi y như vậy chúng ta cho g chạy từ, xin lỗi không phải là 1 mà là từ y chứ, y cộng 1 xin lỗi, y cộng 1. Y cộng 1 đến len a. Đấy.
và nếu mà AI lớn hơn AG đấy, nếu như này, nếu như này nhé, thì đổi chỗ hai phần tử. Bây giờ tôi làm chạy chương trình để xem đúng không nhé. Đây. Bài này nhé, đây. A chúng ta là như này, A của chúng ta là đây nhé. Đấy, bắt đầu là như này nhé. Tôi làm như sau này, tôi for i in range của len A trừ 1. Tôi không cần dạy đến i chạy từ 0 đến đến n trừ 2, từ đây lên A trừ 1 thôi nhé. Sau đó là for g chạy dạy từ i cộng 1, g in range của i cộng 1, chạy từ i cộng 1 vì g phải lớn đi đấy, đến len A, len A đấy. Sau đó mình là if a i mà lớn hơn a g thì đổi chỗ, thì a i bằng a i phẩy a g bằng a g phẩy a đấy. Thì đây chính là cái em là một lệnh for thôi, nhưng mà đây chính là thuật toán để sắp xếp dãy A. Enter thử nhé, một lần này, hai lần xong. Như vậy A nó sẽ xếp lại theo tự tăng dần này. Đấy. Như vậy cái đoạn này này, đoạn trình này chính là gì? Nó chính là cái đoạn chương trình thay cho lệnh cho cái phương thức sort. Đó. Các bạn thấy không nào? Đấy. Được chưa? Như vậy là đi rồi nhé, mình quay lại này, chúng ta nhớ lại như vậy chúng ta đã tôi vừa cho mấy các bạn từ hôm trước, nhưng mà chúng ta biết lệnh append này, lệnh clear này, lệnh copy, lệnh count này biết rồi, lệnh extend biết rồi, lệnh index biết rồi, lệnh insert, lệnh pop, lệnh remove, lệnh reverse và lệnh sort. Trong đó lệnh reverse và lệnh sort là hai bài toán rất là hay mà chúng ta có thể cho học sinh làm không mà không cần, không yêu cầu thực hiện bằng cái phương thức này. Cho bài toán là gì, cho trước dãy A và hãy tìm cách biến đổi để sao cho nó tạo ra một cái dãy là ngược lại của A, thì đó chính là cái em là phương thức reverse, và phương thức sắp xếp chính là sort. Được rồi, như vậy tôi đã vừa nói xong một lệnh còn hay lại còn một lệnh cuối cùng thôi, lệnh copy tôi sẽ nói xong. Lệnh này là rất là hay, rất là khó, tôi sẽ nói sau cùng. Được. Rồi thì mình tôi sẽ nói xong một cái khái niệm rất là mạnh của list, rất là hay, là khái niệm nó gọi là khái niệm là vùng chỉ số. Vùng chỉ số thì đây là cái em là đây là cái em là cái khái niệm vùng chỉ số. Thì anh ấy gọi là slicing. Đây là một cái rất là hay của Python mà dùng dùng rất nhiều trong các bài tập khác nhau, rất thuận tiện khi làm các bài tập. Thì thế nào là vùng chỉ số? Vùng chỉ số là cái cách mà Python cho phép chúng ta có thể truy cập, thay đổi, cập nhật không phải là một phần tử của dãy mà nhiều phần tử liền nhau. Liền nhau. Thấy chưa? Thì cách chúng ta miêu tả vùng chỉ số là chúng ta cũng viết A như này trong một cái ngoặc như này. Đó, nhưng mà không phải là có một số. Chứ chúng ta có một y thôi. Đây là khi viết y này thì nó là một cái vùng mà chỉ có một phần tử thôi. Vì tôi muốn vùng có hai phần tử thì làm như nào, ba phần tử làm như nào thì làm như sau. Thì cách viết chúng ta là như này, cách viết của chúng ta là như sau đây nhé. Cách viết chúng ta là vùng chỉ số là như sau này, chúng ta viết a mà sau đó chúng ta mô tả cái chỉ số bắt đầu, sau hai chấm chỉ số kết thúc. Thì đây là ở đây là mô tả cái vùng chỉ số mà bắt đầu từ start và kết thúc là trước stop. Cái này hay như này, tôi lấy ví dụ nhé. Đây là bây giờ giả sử chúng ta giả sử a chúng ta có, lấy ví dụ nhé. Được, cái hay của cái này là như này này, là mặc định thì cái này này, mặc định thì cái này nó bằng không, mặc định bằng không. Còn cái thằng này này, mặc định của stop là phần tử cuối cùng. Đấy. Mặc định của thằng này, tôi nói cái mặc định của thằng này là rộng
Đấy. Là nếu mà nó không có cái stop này thì nó là toàn bộ cái dãy của A. Đây bây giờ tôi mô tả nhé. Là như này này. Như vậy đây là cái vị trí giả trên cho dãy hiểu hơn nhé. Đây A chúng ta là như này nhé. A đây này. Rồi. Thế bây giờ muốn chỉ ra một cái vùng có hai phân tử thì làm như nào? À. Tôi muốn chỉ ra cái vùng là bắt đầu từ số 0 A0 và A1 nhé. Thì A0 này A1 tức là kết thúc hai. Đấy. Thì đây là chỉ ra cái vùng gồm có hai phân tử là A0 và A1. Thì là vùng chỉ số là 0 2. Nhớ lại nhé, bắt đầu từ 0 và kết thúc trước 2. Nó hơi hơi giống các bạn thấy nó hơi hơi giống cái khái niệm range. Vùng là cái dãy range nhưng mà nó khác cái range là cái range là dấu phẩy, thằng này nó là dấu chấm. Đấy. Khi chúng ta mô tả cái range nó là dấu phẩy nhé. Range này. Đấy. Ở đây thì là dấu chấm dấu dấu hai chấm. Vậy đây chính là gì? Đây chính là các phân tử là phân tử A0 và A1. Được chưa? Bây giờ tôi muốn mô tả cái dãy bắt đầu từ A1 đó là A2 A3 là thế nào? Từ A3 phân tử A1 A2 A3. Như là A1 kết thúc thứ 4 thì là A1 này, A1 sau đây 2.4 thì đây chính là cái dãy các ba phần tử. Dãy các phần tử là A1 A2 A3. Đấy, 1 2 3. Enter này, nó chính là A1 A2 A3. Đây chính là A1 này. Thì là A2, đây là A3. Thấy chưa? Khi tôi viết là như này, khi tôi viết là A 1 2 chấm đóng lại. Đấy. Thì ở đây là cái stop là cái phần tử stop là đâu là nó rỗng thì mới hiểu là gì, là từ A1 cho đến hết. Vậy đây chính là cái dãy đây chính là cái dãy con của A là bắt đầu từ A1 đến cuối. Đến cuối. Như vậy là đây là cái dãy mà phần tử thứ hai trở đi chuyển cho đến hết. Để lên đây nhé. Đấy. Đấy. Anh con nào. Nó rất là hay luôn. Điều tôi muốn làm là dãy các phần tử từ bắt đầu cho đến kết thúc ở 0 1 2 3 4 4 tức là 5. Thì đây là dãy các cái phần tử từ 0 và kết thúc trước 5. Thì cái dãy này cũng khi mà phần tử đầu là 0 thì chúng ta có thể bỏ qua, đây chúng ta có thể bỏ qua như này thì mày vẫn hiểu. À mày vẫn hiểu đây chính là gì, đây chính là cái dãy các phần tử từ 0 cho đến A4. Thấy hay không? Rất là hay luôn nhé. Còn khi mà tôi viết như này thì cái này chính là toàn bộ dãy, bắt đầu là không có gì, nghĩa là không, kết thúc không có gì là cuối dãy, mà cái này nó sẽ là gì, nó sẽ là toàn bộ dãy. Được chưa? Thì cái đây là cái theo tôi rất là hay, rất là hay của Python, mà nó cho phép gì, nó cho phép là không những là chúng ta là truy cập, chúng ta có thể thay đổi được. Ví dụ tôi muốn là thay đổi đồng thời hai cái số này, đồng thời trừ 5 tôi muốn thay đổi là 10 mà trừ 3 muốn thay đổi là 20, làm như nào? Tôi viết như sau, tôi viết là A bắt đầu là 0 nhưng không tính này, sau đó là 2, thì đây là cái vùng chỉ số là hai phân tử là A0 và A1. Tôi muốn nó thay đồng thời tôi muốn thay là A0 thay đổi là thành 10, còn A1 thay đổi bằng 20. Đấy, thì tôi biết này thì máy lại hiểu ngay, như vậy là thay đổi cả hai phân tử cùng một lúc luôn. Enter và như vậy đây thay đổi cả hai phân tử cùng một lúc đây. Đấy. Như vậy nó rất là hay nhé. Đấy. Vì chúng ta làm thử một cái bài tập nhé, bài tập này là có trong sách giáo khoa cái đồ cái tri thức ấy. Bài tập cái bài tập mẫu trong sách giáo khoa là như này nhé. Đây bài tập mẫu là như thế này, là cho trước dãy A bất kỳ, cho trước dãy A bất kỳ nhé. Bây giờ để một không không ba ba một một à, ví dụ như vậy nhé. Đấy. Được chưa? Bây giờ để tôi làm thêm một cái nữa cho lại thêm hai nữa nhé, thêm ở đây nữa, đây là không rồi.
Đồ bài như thế này, đồ bài là tôi sẽ dạy bất kỳ, hãy tìm kiếm và thay thế tất cả hai số không liền nhau đấy, thay thế bằng số bằng hai số năm, tôi lấy như vậy. Đồ bài tập như thế thôi, bài tập tức là thay thế, tìm và thay thế tất cả, thay thế, thay thế các cái cặp, cặp hai số không, hai số không liền nhau, hai số không liền nhau nhau thì thay thế bằng, thay thế bằng là 5 năm, để ví dụ thôi. Làm như nào cái bài này, nếu mà chúng ta làm bình thường thì sẽ tương đối khó nhá. Cái làm như sau này, bài này của chúng ta sẽ phải thế là đây là 20 bằng 5 năm này, 20 là 5 5 5 nhé. Đó. Thì cái làm như sau này. Chúng ta chỉ cần một vòng lặp thôi. Từ đầu đến cuối, từ đầu đến đến gần cuối và so sánh cái cặp là AI A cộng 1 nhé. Chúng ta for i in range, không phải là len A chỉ một, len A mà len A chỉ một, thì tôi không còn chạy đến cuối, len A chỉ một đấy nhé. Được chưa? For i từ 0 đến len A trừ 2, tới đây là đến đây là V là hàm len A trừ 1, đến trước len A trừ 1 len len A trừ 2 đấy. Rồi sau đó tôi sẽ kiểm tra if, if A đây bắt đầu là i nhé và kết thúc là i cộng 2, i cộng 2 để dùng, đây là dùng cái gì, đây chính là dùng vùng vùng tuyệt đối đây, i cộng 2. Nếu cái này mà là bằng bằng không không thì thay đây. Nếu hai mà tử liền nhau bắt đầu từ i mà bằng không không thì thay như sau, thay là a i 2 chấm i cộng 2 bằng 5 5. Được chưa? Vậy đây là cái so sánh này. Như vậy bài này ta chỉ làm ngoặc vào làm for là đủ. Thay thế các cặp hai số không liền nhau bằng 5 năm. Để tôi enter nhé. Rồi, thay, kiểm tra A này. Đã thay được các cặp số đây là 5 năm này. Đây là một, đây là hai này. Đây. Như vậy dùng cái khái niệm là vùng chỉ số. Vùng số này dùng rất nhiều trên thực tế và chúng ta sẽ còn lặp lại sau nữa nhé. Cái vùng chỉ số này nó có khuôn dạng như sau này, nó có khuôn dạng mở rộng là như thế này. Cái vùng chỉ số nó khuôn dạng mở rộng là A start 2 chấm stop và 2 chấm step. Đấy. Step này mặc định nó là một. Đấy. Tôi có thể thay đổi. Như vậy tôi hoàn toàn có thể làm được rất nhiều việc nữa chứ không phải là như vậy. Tôi có thể làm những cái việc như là tôi ví dụ nhé, tôi có thể cho step bằng 2 thì ta sẽ các cái thì là nó giống như là cái hàm range đấy, là nó sẽ nhảy trên cái đoạn là 2. Như vậy là đây thì cái như vậy a start 2 chấm stop 2 chấm step là gì, là cái dãy con bắt đầu start và bước mỗi bước như vậy là bước theo step, bước và dừng lại ở trước stop. Để tôi làm thêm một ví dụ nữa nhé. Đây ví dụ như là cho trước dãy A bất kỳ, bây giờ tôi cần như sau này. Cho chúng thấy em bây giờ là tôi cần in ra tất cả các số với chỉ số là chẵn được không? Đấy, bài tập như sau nhé, cái bài tập là cho trước dãy A và hãy in ra các số có chỉ số chẵn thì làm như nào, để tôi làm như sau như này thôi. Đây bài tập là như sau, bài tập là cho trước A và yêu cầu là in ra các số có chỉ số chẵn. Thì còn chúng ta thấy chính là cái dãy này, chính là cái dãy là không này, kết thúc là cuối tôi quả qua này và cái đây là hai, thì đây chính là cái, đây chính là cái vùng chỉ số là thậm chí tôi không thể quay bỏ đi. Đây chính là cái vùng chỉ số là cái vùng mà các là một dãy con của A nhưng mà chạy trên các chỉ số chẵn, thấy không nào. Vậy ta dùng đây là stop bằng không này, start bằng không này, stop bằng stop là rỗng này, là cuối dãy này và step là hai. Đấy. Mình sẽ làm như sau nhé, mình làm như sau là for x in. Đấy. In
bản in ra đây. Đây. Rồi print. Đây chính là cái lệnh là in ra tất cả các số có chỉ số sẵn của A đây. Print x and enter này. In ra tất cả số chỉ số sẵn đây, tức là đầu tiên là 0 này. A là những 0 nhé. 0 này, đây là A0 này, A2 này. A4 này, A6 này, A8 này, đây là A10 này. Như vậy là cái vùng số là nó trả lại một cái dãy con của A, nhưng mà các cái chỉ số của nó là nằm trong cái vùng ta, nó hơi giống cái range, nó là start, stop và end. Được chưa? Nhưng mà nó cho phép là rỗng. Các phần tử là rỗng. Còn cái range thì nó không cho phép rỗng, nên là không, nó có thể cho phép 0 hay là -1 bất kỳ, nhưng mà không cho phép rỗng. Phần này là nếu không có gì là nó hiểu là đầu dãy hay là cuối dãy. Thế thì như vậy tôi nói thêm một chút về cái vùng chỉ số nhé. Các bạn có thể sau này các bạn có thể tìm hiểu thêm rất là hay nữa. Tôi lấy ví dụ như là A đây, A của chúng ta là như này, thì khi tôi viết như này, khi tôi viết là như thế này, đầu là rỗng, cuối là rỗng và step là -1, thì cái này chính là trả lại chính là cái dãy ngược của A. Không có gì ở đây thì hiểu đây chính là đầu dãy, chính là cuối dãy. Nếu mà step vào -1 ấy, thì cái start nó sẽ mặc định nó sẽ là cuối dãy. Ở đây không có gì là đầu dãy và bước đi là -1, vậy đó chính là ngược lại của A. Vậy đây cái vùng chỉ số này trên mà các bạn đang ghi trên màn hình ấy, đó chính là dãy ngược của A. Cái dãy này này, cái dãy này là ngược của dãy trên, là ngược của dãy trên. Thấy thấy không nào? Đấy. Và A nó vẫn không thay đổi, A vẫn là như cũ. Vậy là cái bài tập là gì? Là cho trước dãy A, hãy tìm dãy ngược của A, chúng ta chỉ biết đáp số là B bằng A. Rất là nhanh như là như này. Đây. -1. Đấy chưa? Thì B chính là dãy ngược của A này. Đấy, nhưng mà cái đó tôi vừa mới nói với các bạn cái khái niệm là slicing nhé. Một thứ đó một chút để chúng ta hình dung. Mà tôi đã làm một số các bài tập mà hết sức là đơn giản, từ từ để chúng ta hiểu nhé. Cái này các bạn cứ làm dần các bài tập, làm từ từ rồi sẽ hiểu hết nhé. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ nói sang một cái điều theo tôi là rất quan trọng đây nhé. Như vậy là gì? A là cái list là cái kiểu dữ liệu mà chúng ta thấy là có thể thay đổi từng phần tử một của cái dãy đó nhé. Thì ở trong Python thì người ta gọi cái kiểu dữ liệu đó là dữ liệu chúng ta gọi là dữ liệu là khả biến. Và chúng ta thêm khái niệm nữa là khái niệm dữ liệu khả biến. Như vậy là list cho phép là thay đổi từng phần tử một, thay đổi từng phần tử của dãy, cho phép là xóa này, cập nhật này, thay đổi và thêm bớt vân vân, bổ sung thoải mái. Thì cái kiểu dữ liệu mà cho phép là thay đổi giá trị của nó thì người ta gọi nó là kiểu dữ liệu, nó gọi là dữ liệu khả biến. Nhớ cái này nhé. Trong khi đó thì tất cả các kiểu dữ liệu mà ta đã học từ xưa này, kiểu dữ liệu là in này, float này, string này, thì đều là gì? Đều là kiểu dữ liệu là bất biến, không thay đổi giá trị. Đấy. Tôi chỉ nói nhanh thôi, tôi không nói sâu hơn nữa, tôi chỉ nói dừng lại ở đây thôi. Hôm tới này cái buổi cái sáng thứ sáu đấy, thì tôi có một cái buổi
của trình bày bổ sung cho toàn bộ tất cả các nhóm các thành viên ở trong mà tôi hiện tôi đang quản lý đấy, ở trong các quản lý các cái nhóm. Có một buổi tôi nói sâu hơn về những cái này, hôm đó tôi sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà hôm nay chỉ nói riêng các bạn biết thôi là như vậy là list là kiểu dữ liệu là khả biến, trong khi đó các kiểu dữ liệu mà chúng ta từng biết là in, float, str, string ấy, đều là dữ liệu là bất biến. Được chưa? Đấy. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói sang về cái này thì còn nói nhiều hơn nữa, nhưng mà hôm nay tôi chỉ nói như vậy để chúng ta hình dung thôi, không nó rất là khó. Đây là một khái niệm rất là khó. Nó không chúng ta không thể nào mà thử nhắc gì đâu. Hôm nay chúng ta cứ học dần, tôi sẽ nói dần nó dần và chúng ta sẽ hiểu dần. Chỉ biết rằng nó là dữ liệu khả biến, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể thay đổi được từng phần tử một của cái kiểu dữ liệu đó. Được chưa? Thay đổi được cái giá trị của nó. Bây giờ tôi sẽ nói sang tôi sẽ trình bày sang cái có lẽ tôi nó luôn đọc ở đây thôi, bên đây là tôi nói cho các bạn biết cái ý nghĩa của cái lệnh cuối cùng mà tôi chưa nói được là lệnh copy. Đấy. Bây giờ thì muốn hiểu lệnh copy thì chúng ta sẽ phải hiểu hơn cái khái niệm là mà đối tượng và khái niệm là khái biến nó là như thế nào. Được chưa? Được rồi, thế bây giờ tôi nói luôn nhé, bây giờ để tôi hình dung cho các bạn hình dung nhé. Đây. Ở trong Python thì người ta phân biệt rõ ràng là đối tượng dữ liệu và khái niệm giá trị là hai cái khái niệm khác nhau. Đây tôi mô tả cho các bạn luôn những cái khái niệm đó nhé. Đây. Chúng ta chú ý. Ở trong Python thì chúng ta chú ý trong Python nhé. Thì chúng ta chú ý là gì? Phân biệt. Cho nó nhanh này, hôm nay chưa thể nó sâu, không thể không hôm nay không thể nó nhanh được đâu, không thể nó sâu đâu, nó lướt qua cho thành dung để chúng ta hiểu được cái lệnh copy thôi nhé. Không là trong cái phần nó phân biệt cái khái niệm sau đây, khái niệm là hai khái niệm khác nhau, mà là khái niệm là đối tượng dữ liệu và khái niệm thứ hai là khái niệm là giá trị của đối tượng dữ liệu. Chưa? Đấy. Thế là cái gì nào? Bây giờ nhá, bây giờ khi mà tôi viết là A bằng 1, 2, 3 thì máy hiểu như sau nhá. Máy hiểu như sau. Máy hiểu là phần mềm sẽ tạo ra một cái đối tượng, một cái object là ở trong Python, và cái A này nó chỉ là một con trỏ để trỏ đến cái đối tượng này thôi, các chị trỏ đến đối tượng này thôi. Thì cái object này là gì? Object mà A ứng với nó là cái đối tượng, là cái đối tượng dữ liệu, là cái đối tượng dữ liệu ở trong Python nhé. Ở trong Python thì đối tượng dữ liệu nó có nhiều thuộc tính. Nó có nhiều thuộc tính, nhưng mà nó có ba thuộc tính chúng ta chú ý. Một là thuộc tính là kiểu type của nó, kiểu thì cái kiểu của A này là kiểu dữ liệu là list nhé. Thứ hai là giá trị của A thì anh nhân là value, thì giá trị của cái A này chính là 1 2 3, ví dụ 1 2 3 chính là giá trị. Cái thứ ba là cái địa chỉ ô nhớ, để cái địa chỉ ô nhớ của bên A, của cái đối tượng này, thì giá trị này được đo bởi cái hàm làm id, hàm id id của A đó. À, nhớ nhé. Nhưng mà khi mà tôi tạo ra A, tôi biết là A bằng 1 2 3 nhé, thì type của A sẽ trả về cái kiểu của A nhé. Khi tôi viết A là tôi viết A với enter thì nó chính là cái giá trị của A để hiện ra. Khi tôi viết là id của A thì chính là gì, chính là cái địa chỉ của
địa chỉ của cái đối tượng, mà A đang đang trò đến, của đối tượng A. Đó. Như vậy là cái khái niệm làm là đối tượng là như vậy, khái niệm giá trị chỉ là một một thuộc tính của đối tượng thôi. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Thế thì kia cái kiểu dữ liệu list là kiểu dữ liệu khải biến, tức là nó cho phép là thay đổi giá trị. Đó, thay đổi giá trị. Nhưng mà là đối tượng thay đổi, tức là địa chỉ của nó là không, nó không thay đổi. Hai đối tượng, bằng nhau, hai đối tượng là như nhau, hai đối tượng của Python là bằng nhau, là đồng nhất, khi và chỉ khi, cái ID của nó là bằng, là giống nhau nhé. Nó nằm nằm trong một vùng của bộ nhớ, được chưa? Đó, thì chúng ta chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái cùng nhau tìm hiểu cái lệnh copy để chúng ta hình dung là cái gì. Bây giờ tôi quay lại cái này nhé, chúng ta chú ý này, bây giờ chúng ta cùng nhau chú ý nhé. Đây, khi tôi viết là A bằng 1, 2, 3, viết như này nhé, thì như vậy là A là ở đến một cái đối tượng, đối tượng đó là có kiểu của nó. Đây, kiểu của nó là type, kiểu của nó là gì, là kiểu dữ liệu là list nhé. Giá trị của A, đây của nó chính là 1, 2, 3, và cái ID của A, chính là cái vùng bộ nhớ, cái địa chỉ bộ nhớ để lưu cái đối tượng A. Như vậy là đối tượng A được lưu là 21907759011102 nha, 120, được chưa? Đó, bây giờ khi tôi viết là A chấm pen 10, pen 10 nhé, pen 10 thì giá trị của A thay đổi này, giá trị A thay đổi để kiểm tra ID của A nhé. ID của A thì ID của A là không thay đổi đó. Như vậy là đối tượng A là vẫn như không, như cũ, không thay đổi nhé. Đối tượng A là không thay đổi nhé, đối tượng A là gọi là không thay đổi. Và giá trị thay đổi, như vậy là A là cái loại dữ liệu mà cho phép thay đổi giá trị, thì người ta gọi đó chính là dữ liệu là bất biến, là khải biến. Như vậy là kiểu dữ liệu list là kiểu dữ liệu là khải biến. Được chưa? Cái này nó khác so với này, khác so với cái số thực và số thực, số nguyên và sâu nhé. Đó, được chưa? Thế bây giờ tôi bây giờ khi tôi viết là B bằng A, tôi viết B bằng A, thì cái lệnh B bằng A này là cái bệnh này là như sau. Lệnh B bằng A là lệnh là nó cho phép là B trỏ vào cùng một đối tượng A, do đó là B với A là như nhau. Thì ở trong Python thì có cái lệnh là gì, kiểm tra hai đối tượng cùng nhau khi chỉ ghi là y. Vậy A với B là gì? A B là hai đối tượng là giống nhau, hay là cái ID của B cũng giống ID của A. Này, ID của B này cũng trùng với ID của A đây này. Đấy. Đấy. Thì A và B, và khi viết B bằng A là B cùng trỏ vào, A B cùng trỏ vào một cái, cùng trỏ vào một đối tượng. Khi tôi viết là A đây nhé, A bằng 1, 2, 3, tức là A đang trỏ vào cái đối tượng dữ liệu là một cái object là list, và có cái giá trị, của nó là giá trị đây, giá trị của nó là 1, 2, 3. Khi tôi viết là B bằng A thì là B cũng chọn được vào đây, như vậy là B với A cùng chọn vào một, đối tượng. Từ đây suy ra, là ID của B chỉ bằng ID của A, được chưa? Hay là B is A là bằng, true đây. Đấy, được chưa? Này, B ba là bằng trụ này. Do đó cho nên là cái lệnh ở trong Pascal và C, khi mà tôi cần phải lưu trữ một cái biến A để sau này tôi dùng lại, thì tôi không, đối với kiểu dữ liệu list tôi không thể dùng là B bằng A được nhé. Khi viết B bằng A nhé, đây này, B và A cùng chọn một đối tượng nhé. Bây giờ khi A thay đổi thì tôi A, tôi lại append này, tôi lại append thêm một từ nữa vào, cuối của A nhé.
Thì ta kiểm tra lại bên bên đang làm như này này, 1 2 3 10 nhé. A này cũng là 1 2 3 10 nhé. Khi tôi viết là a chấm pen 100 thì a nó sẽ bổ sung một từ 100 vào cuối của a nhé. Nhưng mà a không thay đổi, IDA nó vẫn là thế. A nó đối tượng a nó không thay đổi. Và suy ra là b cũng không thay đổi nốt b, vậy suy ra b là chính cũng thay đổi theo này. Vì b và a cùng trỏ vào một đối tượng. Đó, từ đây suy ra là cái lệnh b bằng a ở trong Python ấy, đối với dữ liệu là khả biến ấy, dữ liệu là list thì nó không đóng vai trò là lưu là cất giữ cái bảng a. Bạn thấy không, đây là sự khác biệt rất lớn so với Pascal. Mà chỗ này là chỗ mà học sinh mà chúng ta cũng tận học sinh rất hay nhầm rồi, giáo viên càng hay nhầm nữa. Vì ở trong Pascal là cái cần lưu trữ lại là b bằng a là lưu trữ lại. Còn ở trong Python thì để lưu trữ đối với kiểu dữ liệu là số nguyên, số thực và sâu thì b bằng a vẫn đúng, vẫn dùng lưu trữ được. Kiểu dữ liệu bất biến nhưng kiểu dữ liệu khả biến thì không đúng. Đây này, đây này. Ở đây nhưng mà trừ khi chúng ta lưu b bằng a, ta thay đổi a đi, thay đổi a đi thì b vẫn 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 thay đổi theo, vẫn thay đổi theo này, thay đổi theo nhé. Vậy suy ra gì? Suy ra là cái lệnh là b bằng a ở trong vậy suy ra cái lệnh như sau này. Là với dữ liệu là list đấy, hay là mở rộng ra là dữ liệu là khả biến, là cái dữ liệu cho phép thay đổi giá trị, thì lệnh gán ví dụ b bằng a không có ý nghĩa, không có ý nghĩa là lưu trữ, là cất giữ dữ liệu. Được chưa? Vì nếu mà a thay đổi về mặt giá trị thì b cũng thay đổi theo, vì a b là cùng trỏ vào một cái đối tượng. A thay đổi về mặt giá trị nhưng a không thay đổi đối tượng thì b vẫn trỏ vào a và b là thay đổi giá trị theo, vì là a là kiểu dữ liệu là khả biến, tức là thay đổi giá trị. Nên các bạn, chỗ này các bạn có hiểu không? Chỗ này là chỗ mà theo tôi là một trong những chỗ khó. Thì như vậy là muốn mà chúng ta mà cất giữ cái a đi thì chúng ta phải làm như sau, chúng ta phải dùng cái lệnh là như sau, dùng cái lệnh là b bằng a copy đã bị ra, dùng cái lệnh này nhé. Đây là cái lệnh như sau, là cái lệnh là tạo ra một đối tượng mới, đối tượng mới không phải là a nữa, đối tượng khác a nhưng có cùng giá trị với a, và chúng ta lưu trữ ra cất đi, chúng ta enter thì b bây giờ vẫn là đối tượng đó, vẫn là 1 2 3 10 100 nhưng mà b khác a rồi. B đây, b y giữa a bây giờ là bằng bằng for rồi. Id của a vẫn là như cũ nhé, id của a đây vẫn là như cũ là số này, nhưng mà id của b là khác đây này, tức là b là chọn một cái vùng bộ nhớ là khác so với a. Như vậy là b là một đối tượng khác của a mặc dù là cùng giá trị với a. Đó thì đây chính là ý nghĩa của cái lệnh là copy, lệnh cuối cùng trong cái nhóm mà tôi vừa mới nói các bạn sáng là như vậy, lệnh copy đó là cái lệnh như sau. Nhắc lại là lệnh b bằng a copy là cái lệnh như sau, là cái lệnh là tạo ra một bản sao, một cái đối tượng mới của a nhưng có giá trị là bằng a, và b với a mới là thành hai đối tượng là khác nhau. Do đó chúng ta tha hồ làm việc với a thoải mái vì b không thay đổi, b vẫn 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 như cũ. Thì đây chính là cái lệnh là dùng để cất cái giá trị b đi, cất giá trị a để lưu trữ để sau này dùng lại. Đây là chỗ mà học sinh rất là hay nhầm lẫn, mà trong sách giáo khoa không thể nói được. Khi tôi đưa cái này vào sách giáo khoa lập tức bị gạt đi ngay, họ kêu là khó quá. Nhưng mà khi các bạn làm bất cứ một cái bài tập nào là cái này là cái mà sử dụng rất là nhiều ở trong Python. Được chưa? Bây giờ tôi làm lại bài tập nhé. Bây giờ bài tập như sau này, bài tập nhé, là cho dãy A bất kỳ này, cho dãy A bất kỳ nhé. Bây giờ cần gì? Cần sắp xếp dãy A, cần sắp xếp dãy A và trả lại dãy mới là B.
là dãy đất là chính là A sắp xếp lại, nhưng mà yêu cầu là A yêu cầu A không thay đổi. Đấy. Ta chọn trước dãy A này, cần sắp xếp lại dãy A mà trả lại giá trị là dãy mới B. Nhưng mà yêu cầu là như vậy là B chỉ là dãy sắp xếp lại của A rồi, nhưng mà yêu cầu A không thay đổi. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhớ lại, chúng ta dùng cái chúng ta dùng lệnh này nhé. Để chúng ta dùng lệnh này này. Này, chúng ta dùng lệnh này đây. Đây lệnh chúng ta đã làm rồi đúng không? Lệnh này là sẽ sửa trực tiếp trên A. Đó cho nên khi làm lệnh này là A thay đổi theo. Bây giờ muốn cho không thay đổi, chúng ta làm như này. Đây chúng ta làm như sau thì A sẽ không thay đổi. Lệnh cho trước A rồi đấy nhá. Đây là A nhá. Này. Rồi. Bây giờ làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ em này viết như sau, tôi sẽ em lưu lại. Tôi sẽ em tạo một cái copy bản sao của A. Đấy. Tôi mới... Rồi. Khi làm này rồi thì A như vậy là tôi sẽ sửa trên B thôi. Sửa trên B là xong và tôi sắp xếp lại trên B là xong, A không thay đổi. A nó vẫn như cũ mà, vì A tôi làm lên đây là tạo ra một cái bản sao của A ghi vào B, nhưng B với A là khác nhau. Sau đó tôi sẽ làm việc trên B thôi, tôi sắp xếp trận trên B thôi và A nó không A vẫn như cũ nhé. Bây giờ viết là B chấm sort, ví dụ như này sort xong. Như vậy là B A là như A vẫn là như cũ nhá, A vẫn như cũ ở đây. A đã thay đổi sửa mất rồi, nhưng B lại viết lại. Bây giờ sửa A, tôi viết lại A nhé, giả sử A như này. Copy lại cho cái dãy trên này nó không, đây tôi viết lại. Đây nhé. Đây đây. Làm lại như sau nhé, đây, làm lại sau này. A bằng này. Đấy. Được chưa? Tôi muốn A không thay đổi, tôi viết là B bằng A chấm copy nhé, rồi. Sau tôi sắp xếp, tôi sort lại B, dùng lệnh này. Xong. Và như vậy bây giờ là B, khi là giấy A đã sắp lại từ nhỏ đến cao, trong cái đó là A không thay đổi. Anh con nào? Không thay đổi. Đây là giải pháp. Chúng ta phải dùng cái lệnh là B bằng A copy. Sau chúng ta sẽ sửa trên B thoải mái, mà A không thay đổi gì cả, vì A, B bây giờ là hai đối tượng khác nhau. Thì ý nghĩa của lệnh copy nó là như vậy nhé. Đấy. Được chưa? Như vậy là tôi vừa mới trình bày xong hầu hết tất cả những cái tính chất theo tôi là nâng cao hơn một chút nữa của cái dãy nhé, của cái dãy. Bây giờ tôi sẽ nói thêm một số kiến thức nữa, nhỏ nhỏ nữa nhưng mà cũng rất là hay nhé. À, như sau này, cái này những điều là cái tôi gọi là nâng cao cả. Là như sau, cái khái niệm nó gọi là gì? Nó gọi là tạo dãy nhanh, cái khái niệm tạo dãy nhanh. Chúng ta còn thêm một chút là khái niệm là tạo dãy nhanh, thì đây là cái rất là mạnh của tạo dãy nhanh. Đây là cái rất là hay luôn nhé, cái rất là hay của Python. Nó cho phép chúng ta là tạo ra những cái dãy mà nó rất là ngắn, nó rất là đã nhiên phải viết dài, chúng ta chỉ viết lại bằng một lệnh thôi, bằng lệnh thôi. Đây thì tôi là xin mô tả một vài ví dụ nhé. Đây, tôi sẽ mô tả vài ví dụ cho thấy là cái lệnh tạo dãy nhanh là cái gì. Đây. Bây giờ như sau này. Bây giờ như sau nhé. Bây giờ cho trước dãy A bất kỳ. Này, bất kỳ nhé. 1, 3, trừ 2, 7, 0, 17, 8. Lấy dụ như vậy nhé. Rồi, bây giờ tôi cần tạo dãy mới như sau. Cần tạo dãy mới là bao gồm các phân tử là bình phương các phân tử của A. Thế làm như thế nào? Tạo dãy mới, tạo dãy mới đặt tên là B. Và B sẽ gồm các phân tử, chính là các phân tử bình phương của các phân tử tương ứng của A. Thế có làm được không? Làm được. Như sau nhé, tôi viết là B bằng này. Sau tôi for y in có thể viết luôn là for x in a. X in a. Sau đó tôi sẽ bổ sung bình phương vào b chấm pen x
Này sẽ là bổ sung các phân tử là x bình phương x chạy trên a sum vào b thì b đây b chính là cái dãy là các cái đây này a đấy nhé a là a cái này này a là 1 3 trừ 2 7 không bảy tám thì b sẽ là 1 9 4 4 9 không 2 8 9 và 64 đấy a b chính là các phân tử vậy là b nhé nên là ta phải dùng một lệnh này dùng hai lệnh thì mới tạo ra được cái dãy b đó đúng không lệnh này rất hay dùng hay là cái thì với cái lệnh này nhé thì tôi sẽ cần một lệnh thôi thì cái này người ta gọi là tạo tạo dãy nhanh là như sau nhé tôi viết là b bằng đây bị các bạn chú ý này đây là cách tạo dãy nhanh này nhé. Chúng ta có viết b bằng sau chúng ta mở ngoặc đơn và chúng ta viết là x gì sao nhân với x gì for x in a đấy thì cái lệnh này này cái cách viết này là viết trên một dòng thôi mà thay thế cho cả cái đoạn này đấy cũng là for x in a bổ sung x gì nhân x gì vào b thì viết luôn là đây là x gì nhân x gì for x in a luôn được chưa thì cách viết này là cách viết người ta gọi là cách tạo dãy nhanh bằng một lệnh thôi viết tắt để mô tả cái đoạn lệnh này đấy thì đây chính là cái lệnh đó là tạo cái lệnh gọi là tạo dãy nhanh ở trong Python rất hay sử dụng luôn thì cái này là hoàn toàn nâng cao mà trong sách khoa cũng không viết cũng không có chuyện này nhưng mà cái này người ta theo tôi là chúng ta là rất nên biết và vì học sinh sẽ đọc sách và nó nhanh làm ngay lập tức luôn chúng ta học sinh nó sẽ làm rất nhanh chúng ta sẽ thấy là hiểu rất nhanh rất là dễ vậy là enter luôn này thì b chính là cái này được chưa vậy cái hàm này là cái này là cái mà rất là mạnh hay là như sau như hay là có thể thay x bình phương bằng 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 cái bằng cái bài tập bài toán khác ví dụ như là a đây a là bằng cái số này bằng cái dãy như sau là trừ 1, 2, trừ 9, trừ 19, 89, trừ 7, 5. Nha. Bây giờ cần tạo một dãy B lấy bằng cách chia đối các phần tử của A. Tất cả phần tử của A mà lấy chia đối của nó lên. Cái hàm chỉ tuyệt đối là hàm này hàm ABS là cái hàm chỉ tuyệt đối trong ở trong Python tức là như sau này làm nhanh này B này bằng này tổng quát hơn nhé là ABS của x đó đây là hàm chỉ tuyệt đối nhé for x in A thì đây là cách tạo nhanh cái dãy B mà lấy là gì lấy chỉ tuyệt đối lên mà cho x chỉ chạy trên a rất nhanh b này đấy như chúng ta cũng ra suy ra là một cái lệnh tổng quát là tạo rất nhanh là như sau này đây là chúng ta là như sau chúng ta viết là b bằng bằng đây chúng ta có thể viết một hàm fx hàm bất kỳ nhé bất kỳ chứ không phải là chỉ là x bất kỳ do là for x in a đấy, thì đây là cái lệnh tạo nhanh nhé cái lệnh này này nó tương đương như sau tương đương như sau tương đương là cho b bằng rộng sau đó là for x in a b chấm append fx đấy, thì đây là hai lệnh này tương đương với một lệnh này đấy. Thì cái này người ta gọi là tạo dãy nhanh tạo dãy nhanh được chưa đấy. Được chưa một cái bài khác một cái dạng một cái công thức khác mạnh hơn nữa là như thế này là còn hay hơn nữa cơ là như này nhé bây giờ đầu bài là cho trước dãy A bây giờ là tạo ra dãy B là gồm các phân tử lớn không của A các phân tử nhỏ không mà không ta bỏ hết đi thì làm như nào đây làm như sau đây chúng ta làm như sau nhé để cho trước dãy A
hai nhé, chúng ta là như này nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ đọc bài như sau. Đọc bài là hãy tạo ra dãy B gồm các phần tử là lớn không lấy từ A. Vậy ta sẽ bỏ đi là trừ 1 này, bỏ đi là trừ 9 này, bỏ đi trừ 19 này, bỏ đi trừ 7. Chỉ còn lại là 2, 8, 9 và 5 thôi. Thì có làm được không? Mạnh hơn gần vậy nhé. Ta như sau này, rất đơn giản như sau này. Ta viết là B bằng, tạo ra nhanh nhé. Đây này. Đấy. X for x in A. Thì đây là, như vậy là gồm các phần tử của x gì? For x in A. Thì đây là cái đoạn chương trình là lấy các phần tử x gì trên A, từ A ra nhưng mà đưa vào B, nhưng mà với điều kiện là x thì lớn không. Chúng ta viết thêm là if, if x lớn không. Bạn thấy có nhanh không nào? Rất là nhanh. Đấy. Enter. Thì cái này nó tương đương là nó trả lại chỉ chính là 2, 8, 9 và 5. Đó. Thì cái lệnh này này, cái đoạn này này là tạo list nhanh này, nó tương đương như sau. Nó tương đương như sau, tương đương với hai lệnh. Một là B bằng rỗng, B bằng rỗng. Sau đó là for x in A. Là if x lớn hơn 0 thì B append x. Như vậy là nó cái đoạn này là lệnh này nó tương đương với là cái lệnh sau đây này. Đầu tiên là cho B bằng rỗng này, sau là cho x gì chạy trên A, nếu x lớn 0 thì bổ sung x gì vào B. Thì là gì, bổ sung vào phần tử có lớn 0 thôi. Như enter này. Thì B chính là cái phần tử lớn 0 của A. Như vậy là cái đây là lệnh tạo dãy nhanh, tạo dãy nhanh nhé, tạo dãy nhanh. Đấy, còn đây là cái đó là lệnh là không cần tạo dãy nhanh thì như thế. Đó. Như vậy chúng ta mô tả cái lệnh tổng quát của tạo dãy nhanh là như sau. Tổng quát là như thế này nhé. Chúng ta có thể ghi này lại cho ta nhớ. Ở trên này này là làm cái cấu hình mà nó không tổng quát, cũng là tạo dãy nhanh rất là hay rồi, nhưng mà đây là tạo dãy nhanh hơn này. B bằng mở ngoặc nhọn mở ngoặc vuông này, fx for x in a x đấy, x điều kiện nào đó, x điều kiện đấy. Thế đây là, đây chính là cái dạng tổng quát của cái tạo dãy nhanh, nó được dùng rất nhiều ở trên thực tế luôn. Rất là hay đúng không nào, rất là thuận tiện nhé. Đấy. Để khi mình giải bài tập á, Sao? mình dùng cái tạo dãy nhanh cho học sinh thì có bị coi là mình dạy ngoài chương trình không thầy? Nếu các bạn mà theo mình, các bạn mà dạy trên lớp ấy, thì ta dạy bằng dạy trên lý thuyết ấy, thì không nên, ta dạy như theo đúng sách giáo khoa, nhưng mà khi ta làm bài tập thì ta cho dùng thoải mái. Theo tôi dùng bài tập thì ta dùng thoải mái. Dạ em cảm ơn thầy Bài tập thì nên dùng vì học sinh nó sẽ dùng trước mình. Rồi bây giờ tôi ạ. làm một bài tập nữa nhé. Bài tập như sau là cho trước dãy A. Bây giờ hãy đầu bài là hãy xóa đi tất cả các phần tử bằng không của A. Làm được không? Cho trước dãy A hãy xóa đi tất cả các phần tử bằng không của A đi. Làm như sau rất đơn giản thôi. Đây nhé. Bây giờ thử tôi làm ví dụ A nhé. A này là 1 này, 0 này, từ 1 này, 8 này, 0 này, 15 này, 0 này, 0. Cho nhiều một tí nhé. Đấy, thì đây là dãy A. Bây giờ đầu bài là xóa tất cả các phần tử bằng không của A đi. Bây giờ chúng ta biết cái lệnh tạo nhanh, dãy nhanh người ta làm rất nhanh. À, như sau nhé. Tôi viết này. Tôi viết ngay cái này là A luôn. A này bằng này. Đây. X thì in A. Đó, X thì in A. Đúng không? Xin lỗi. X gì? For X in A. Xem đúng nhé. For X in A. If khác không, khác không, khác không tôi giữ lại, bằng không tôi cho nó, tôi xóa hết đi. Nhưng mà tôi chỉ duyệt tất cả các phần tử của A, nếu mà x gì khác không thì đưa vào A, thì đưa ra tạo ra nhanh này mà tôi chỉ gắn lại chính bằng A. Đây, enter. Thì như vậy A nó chính là cái, chính là cái dãy mà của cái A đó mà sau khi xóa đi tất cả các phần tử là không. Vậy nó sẽ đây, nó sẽ là xóa đi số 0 là 1 nhé, xóa đi số 0 này là 2 này, xóa đi số 0 này 2, số 0 này xóa hết đi. Đấy. Rất là nhanh. Đây là cái lệnh gọi là tạo
đạo dãy nhanh, được chưa? Đó. Thì đấy giờ các bạn thấy là chúng ta làm rất nhiều bài tập khác nhau, sử dụng có thể sử dụng không cần sử dụng đạo dãy nhanh, hoặc có dãy nhanh thì không thì càng tốt. Và sau này khi chúng ta đã quen rồi, thì chúng ta được phép dùng thoải mái cái việc tạo tạo dãy nhanh này. Nhưng mà đây là một cái làm cái tính năng là nâng cao mà trong sách giáo khoa là không có, là không ghi. Nhưng mà đối với tất cả những người mà là sử dụng Python thì những cái lệnh này là coi như là hiển nhiên là sẽ dùng được thoải mái nhé. Nhưng mà các bạn phải thạo cái bình thường đã thì các bạn chuyển sang cái này các bạn mới hiểu nhanh được. Nhưng mà chúng ta chưa dùng chưa thạo tí nào cái những phần cơ bản thì sang cái này là thấy nó rất là bỡ ngỡ. Nhưng mà thấy như vậy là cái Python nó hỗ trợ rất là nhanh, nó hỗ trợ cái lệnh rất là ngắn. Cho nên là mặc dù Python là ngôn ngữ là thông dịch, mỗi lệnh mỗi lệnh là một dòng đó, mà thậm chí các nhóm lệnh là đều phải hai chấm xuống dòng cả. Trên về mặt lý thuyết chúng ta tưởng tượng rằng là Python là một lập trình này viết rất là dài, mà thực tế nó viết rất là nhanh, viết rất là ngắn, thể rất là ngắn. Đi như vậy như này là lệnh viết cực ngắn luôn. Chứ nếu ai mà chưa thạo Python mà nhìn vào đây thấy không hiểu gì cả, sao nó làm cái này không hiểu nổi. Thế nên chúng ta đã hiểu rồi, hiểu là đây là cái gì rồi, thì thấy nên nó cũng hoàn toàn là chúng ta có thể hiểu được nó nhé, và không thấy nó khó nữa. Mình thấy cái sức mạnh của Python là nó ở chỗ đó, là rất nhiều lệnh là viết rất là ngắn gọn, và cũng vẫn đầy đủ, vẫn sáng sủa như bình thường. Được chưa? Thì cái chức năng này nó gọi là lệnh tạo dãy nhanh, một cái chức năng rất là mạnh, của Python. Được rồi. Như vậy hôm nay tôi vừa mới trình bày các bạn này, mà coi như cái phần tiếp theo và nâng cao hơn so với buổi trước. Thì hai cái buổi vừa rồi là chúng ta là coi như là tôi trình bày các bạn là hòm hòm tất cả những cái gì quan trọng nhất liên quan đến kiểu dữ liệu list, và nhắc lại là kiểu dữ liệu list là kiểu dữ liệu mà nó rất là cơ bản. Nó là trong ở trong mỗi lập trình thôi thì có hai kiểu dữ liệu quan trọng nhất là kiểu dữ liệu là mảng hay là list, và hai là kiểu dữ liệu là sâu, và tất cả đều xoay quanh nha. Tất cả các bài tập lớn và chính đều xoay quanh cái list và sâu này. Bây giờ trước khi kết thúc thì tôi nói thêm một chút nữa. Chúng ta hình dung cái phần này là cái phần nó cũng là phần nâng cao, cũng là phần nâng cao đây. Nhưng mà chúng ta để cho thấy là nó rất là hay nhé. Là cái em ở bên cạnh cái khái niệm là list thì nó có một khái niệm nữa là khái niệm là ống, là kiểu dữ liệu ống, hay là hay người ta gọi là dãy hằng, hay nó gọi là tuple. Cái dãy này hằng này này nó có rất là giống giống với dãy, chỉ khác gì, chỉ khác khi chúng ta có hai điểm khác. Kiểu dữ liệu ống như là tuple nhé, là kiểu dữ liệu là nó có hai cái em nó rất giống với list, nhưng mà nó chỉ có hai cái điểm khác. Một là khi chúng ta mô tả cái kiểu dữ liệu đó thì dễ nhỏ nhé, chúng ta mô tả bằng dấu ngoặc tròn 1 2 8 9 trừ 9 không, ngoặc tròn đấy, ngoặc tròn. Khi chúng ta mô tả cái này thì chúng ta type nó ra thì nó là kiểu dữ liệu ống, và chúng ta có thể can thiệp vào từng phần tử một của nó như này, A0 này, đấy, A1 này. Chúng ta có thể can thiệp mà dưới dạng là các cái dưới dạng gì, dưới dạng cái em cái gọi là vùng chỉ số đây, chữ như này, bắt đầu từ 1 và A2 A3 kết thúc là 4, thì đây là 3, đây là cái dãy con là A1 A2 A3. A1 A2 A3, A1 là 2, A1 là 2 đây nhé, A2 là 8, A3 là 9, như vậy là giống hệt nhau. Bây giờ tôi mô tả cái ống ngược lại của A thì là cái này, A đây vẫn là ngược lại của A thì một, đây là cái ống ngược lại của A, ống ngược lại của A nhầm, A chỉ một ngoặc đơn ngoặc 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 vuông đấy. Được chưa? Như vậy là kiểu dữ liệu ống là kiểu dữ liệu là hoàn toàn giống với kiểu dữ liệu list, chỉ có khác hai điều nhé. Điều thứ nhất khác là gì, là dữ liệu ống dữ liệu là bất biến,
chúng ta không thay đổi được đấy. Tôi biết là A0 bằng 2 là máy báo lỗi, mà không thay đổi được, mà tổng dữ liệu là bất biến. Sau đó dùng khi ta đi cái kiểu dữ liệu ống lên thì nó không có những cái lệnh. Em bạn thấy nó chỉ có hai lệnh thôi, lệnh lệnh cao, lệnh đếm và lệnh index thôi. Nó không có những lệnh như là giống như là của list này. Nó không có cái lệnh như là append này, đúng không? Clear là copy là count extend index, không có lệnh này. Được chưa? Như vậy là mà dữ liệu ống là dữ liệu là, nhưng mà dữ liệu ống rất rất hay sử dụng, rất hay sử dụng. Khi chúng ta viết là x y enter thì nó không thực hiện, tôi nghĩ là 10,2 chẳng hạn, viết này thì nó tạo ra một cái ống luôn, ống chính là 10 và 2 luôn. Em vòng tròn thấy không, trong trong vòng tròn không, chính là nghĩa là ống đấy. Và tất cả mọi cái thao tác trên ống này giống như là thao tác trên ở trên dãy vậy, rất là hay đấy. Được chưa? Tôi lấy ví dụ nhé, đây tôi viết là A cho một cái mảng mà mỗi phần tử của nó là một cái ống gồm có hai cái thông tin, một là tên của người đó, tên của học sinh đó, và cái thông tin thứ hai là điểm số, vậy là 10. Đây là cái ống nhất gồm có hai phần tử này, người 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 thứ hai này, người thứ hai là Bình, điểm số là 7. Người thứ ba là Hoa, và điểm số là 8. Thì như vậy này là cái dãy mà mỗi phần tử của nó là một cái ống gồm có hai phần tử này. Được chưa? Đấy. Thì như vậy cái A mình là A A0 đây. A0 nó chính là, được chưa? Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta khi ta biết cái ống rồi nhé, thì chúng ta sẽ thấy như sau này. Khi biết cái ống rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu cặn kẽ hơn được cái lệnh vì sao để x thì bằng 10, y bằng 11. Vì sao x thì phải y có thể viết nhanh là y phải x gì mà nó thay đổi nhanh được. Đấy. Vì sao lệnh này là lệnh lệnh là rất là nhanh mà nó sẽ hoán vị được hai vị trí, và hai vị trí là x và y. Đấy, bây giờ tôi giải thích cặn kẽ lệnh này trên cách hiểu chúng ta hiểu về Python mới nhé, là cho hiểu như sau này. Khi tôi viết là x thì y bằng x thì máy làm như sau. Đây mình tôi làm như sau, tôi hiểu nhé. Này tôi sẽ thích gọi vì sao. Vì sao x thì y bằng y x lại là cái lệnh là gì? Lại là cái lệnh là đổi vị trí của hai cái giá trị x và y. Đây tôi thích gọi sao như sau nhé. Mình chúng ta đã hiểu hết rồi này. Như vậy khi tôi viết x thì y bằng y x thì máy sẽ làm như nào? Đấy, bây giờ máy sẽ hiện như nào? Đấy, thì máy máy làm như sau này. Bước 1 là máy sẽ Python sẽ tạo ra trong bộ nhớ, tạo ra bộ nhớ một đối tượng nào đó, một đối tượng ảo nhé, là ống. Đối tượng này chính là gì? Chính là x, chính là y x. Đó. Như vậy là máy tạo trước một cái đối tượng là ống, kiểu là đối tượng này là kiểu là a nhé, kiểu là a đi, đây, kiểu là a. Được chưa? A và nó tạo bởi hai giá trị là y x gì. Đấy. Nhưng mà đối tượng ống này được tạo trước ở bên phải. Sau đó cái lệnh bước thứ hai là cái lệnh x y sẽ ngắn bằng a, và lệnh này tương đương như sau. Lệnh này tương đương là lệnh là x bằng a không và y bằng a một. Đấy. Cho nên nó đổi vị trí của hai đấy, tạo ra một đối tượng A nhé. Đây này. Các bạn có hiểu không nhỉ? Tôi lại trên máy tính cho hiểu ngay nhé. Đây. Khi tôi viết là x y bằng x thì là máy làm như sau này. Đây x của ra là x của ra là 11 này, y bằng cái này nhé. Thì máy sẽ tạo ra một đối tượng là A bằng y x. Đấy. Thì A nó là cái này nhé. Do đó là cái A0 này nó chính là A0 nó chính là y A1 nó chính là x. Khi tôi viết là x y bằng a đó, thì chính là x đổi vai trò, x chính là 10 và y chính là 11. X thì nó ngắn là cái 10 này, đấy, và y là 11. Đấy. Được chưa? Như vậy cái lệnh này chính là lệnh lệnh đó đấy.
Thì tôi biết là A bằng ngay cả tôi viết về ngay cả tôi viết là A là khi làm list đi, A là bằng 100 này, 100 này, 200 này. Nhé. Thì tôi có thể viết là x thì phải y bằng A được thoải mái nhé. Thì x thì chính là 100 và y chính bằng 200. Được chưa? Nhưng khi tôi viết là x thì phải y này thôi thì máy hiểu đó là nó là ống. Máy không tự động hiểu rằng là nó là list, phải biết là như này này, phải biết là như thế này này, x thì phải y đóng ngoặc nhọn, đóng ngoặc vuông thì nó mới hiểu đó chính là ống, đó chính là list. Còn khi viết x thì y không thế này thì máy hiểu đó là nó là ống. Như vậy là ống là khái niệm chúng ta thường xuyên gặp ở trên thực tế và chúng ta không nhìn thấy nó thôi. Khi tôi viết là x thì phải y bằng y thì đó chính là ống rồi. Hay chúng ta trong cái lệnh là sắp xếp dãy số nhé, chúng ta dùng cái lệnh này này, chúng ta dùng cái lệnh là đây, chúng ta dùng cái lệnh nhớ lại không, chúng ta dùng cái lệnh này này sắp xếp lại đâu nhỉ, đây này, lệnh này này, đây chính là lệnh là ống này. Chúng ta tạo cái ống ở bên phải trước đây, sau chúng ta gán là AI là phần tử đầu tiên của cái ống đó chính là AG, và AG là phần tử cuối của ống đó chính là AI. Đấy, chẳng qua này nó là như vậy. Được chưa? Chứ như vậy cái bản chất này là lệnh, không phải là lệnh là như ở trong Pascal là chúng ta đặt đối biến tem xong gán là tem bằng AI, xong AI bằng AG, AG bằng AG bằng tem, mà chúng ta lại này là như sau. Chúng ta tạo ra một đối tượng ống là gồm có hai số ở bên phải là AG và AI. Xong máy sẽ gán là AI phần tử đầu của ống và AG phần tử cuối của ống. Được chưa? Nó cho nên lệnh này là về mặt tốc độ thời gian nó chạy đúng bằng cái lệnh ở trong Pascal nhé. Ở trong Pascal chúng ta nhớ lại là như sau, ở trong Pascal thì đổi chỗ hai phần tử ở trong Pascal và C nhé, tương đương với là lệnh tem bằng x bằng y và y bằng tem, đây là ở trong Pascal mà thế nào. Còn ở trong Python thì nó bị tương đương với là a bằng y x, xong nó gán là y bằng a không và x bằng a một. Cả hai bên 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 này là Pascal và bên này là Python đều sử dụng ba lệnh đơn 1 2 3 3 lệnh đơn. Chứ ra hai cái lệnh mà đổi chỗ hai vị trí này ở trong Python và trong Pascal là chạy với tốc độ là như nhau. Đấy. Thế cái lệnh này là lệnh ở trong Python cũng là chạy với tốc độ nhanh bằng cái lệnh là ba lệnh này. Đấy. Cái lệnh là xi bằng ix nó tương đương với ba lệnh này ở trong đúng với ba lệnh này về mặt thời gian ở trong Pascal, bởi vì nó cũng dùng ba lệnh. Các bạn đã hiểu chưa nhỉ? Anh mà tôi nói thêm một chút nữa để gọi là nâng cao hơn. À, thì chúng ta hình dung là cái tuple là cái dữ liệu nó đi luôn đi hay hay gặp trong thực tế lắm, nhưng mà chúng ta ẩn đi chúng ta có nhìn thấy thôi. Nó chúng ta có hai ba số cạnh nhau đấy thì nó chính là tạo ra một cái ống, một cái dữ liệu mới là ống là tuple. Nhưng mà tuple là dữ liệu ống, là dữ liệu là gần giống hệt như là list, nhưng mà nó là bất biến thay đổi. Chị người ta hay gọi là ống là dữ liệu là mảng hằng hay là dãy hằng, nó có rất nhiều tính chất giống như là dữ liệu list, rất giống list, nhưng mà nó không phải là mảng theo đúng nghĩa như là Pascal. Mảng của Pascal hay là list là dữ liệu mà chúng ta thay đổi cập nhật vào từng chỉ số, thay đổi là dữ liệu của nó ra dữ liệu khả biến, còn cái ống là dữ liệu bất biến. Rồi, nhưng mà tôi vừa nói thêm một ít nữa về ống và tuple và list, thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Dạ chào thầy Ừ. ạ. Các bạn có câu hỏi thì các bạn cứ hỏi tôi trực tiếp hoặc hỏi các bạn đưa câu hỏi lên trên nhóm nhé, tôi sẽ trả lời luôn nhé. Dạ cảm ơn thầy Ừ. ạ. Ừ, chào thầy. Cảm ơn thầy. Chào thầy Ừ, ạ. chào các bạn. Chào thầy.